đầu xuân mùng 1 Tết năm 2018, tập trung bố con anh em dòng họ lên nhà thờ tổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, bay đi rồi. Ôi trời, chú cứ bỏ đi là tới cả lại con lết này rồi. Anh nhìn nó nè. Cứ từ từ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.